trong tập phát sóng tuần trước, hai đội chơi đã rất quyết liệt trong từng lượt chơi để bảo toàn nguyên liệu của mình. Kết quả hiện tại đang rất cân tài cân sức khi mỗi đội có một chiến thắng và đều thành công lấy được nguyên liệu tôm sú từ đội đối thủ. Diễn biến tiếp theo của cuộc chiến tuần này sẽ như thế nào? Mời quý vị đón xem cùng với MC Việt Hương. Quý vị trở lại với vòng 3 của cuộc chiến ẩm thực. Vòng 3 này có cái tên gọi rất là hay ho, mũi tên thần kỳ. Trò chơi rất là dễ, một bạn ngồi vô, hai bạn trong đội đẩy, đẩy tới mình bắn vô trong đây. Ai cao điểm ha, đội nào cao điểm thì giành quyền trả lời. Dạ. Hở trả lời đúng là được 2 điểm. Nếu trả lời không đúng, bạn hỗ trợ trả lời giùm thì được 1 điểm. Nếu trả lời vẫn chật luôn thì không có điểm nào và đương nhiên đội kế bên sẽ được 1 điểm. Được chưa? Dạ được. Nhẹ nhàng không? Dạ nhẹ. Mời các bạn lên thuyền. Dạ. Ở lượt chơi đầu tiên, đội của Khả Như đã chiến thắng trong phần trò chơi, lẫn phần trả lời câu hỏi và xuất sắc giành trọn vẹn 2 điểm từ chương trình. Và dòng này là Khả Như và Đoan Nguyễn. Một, hai, ba, bắt đầu. Ủa anh có được bắn không anh Đơn? Vô. Đứng lên chị, đứng lên. Vô. Ủa cái gì vậy? Anh đẩy vô đây nè, anh thả ra. Rồi. Ra. Lại. Tôi không chơi. Buồn ra. Đi. Vô. Đội kia nó bắn. Đội kia nó bắn hai lượt. Không có được phụ. Ba đẩy tự nó. Tự nó. Vô. Không có đá. Tấn công ghê luôn á. Rồi nè. Vô. Vô. Không có được vậy. Mọi người. Vô. Không có ra nè. Thôi được rồi, anh khỏi bắn luôn. Anh khỏi bắn luôn đi. Rồi đó xong đó. Đó xong đó. Đó xong đó. Anh không có biết bắn chị không ơi. Không, anh không có biết bắn, em tức quá luôn á. Em quá sao trời. Người ta đẩy đi ma rồi, người ta tới người ta bắn một cái cành 8 điểm. Rồi ở đâu mà chọt hoài. Đây đây. Mày đây. Đưa cho nó chọt coi. Không, đây nè, bây giờ nè, anh thử anh bắn cho mọi người coi coi ơi, em tức nãy giờ em muốn trào máu nè, bắn. Đó, không ra. Không có buông cái dây nha. Cái dây này sao nó ra. Anh phải thả cái dây nó mới bưng bưng. Anh thả nè đi. Không ra thiệt á. Trời ơi, không có được thọt. Chưa bắn, chưa bắn. Bên chưa bắn. Trời ơi. Anh nè. Ủa anh có định bắn không anh Don? Lại. Tức không kìa. Buồn ra. Đội kia nó bắn. Đội kia nó bắn hai lượt. Không có được phụ. Bắn tự nó. Tự nó. Tức công ghê luôn á. Trời ơi là trời luôn á. Hiểu rồi. Phải buộc cái dây ra đúng không? Ừ. Một, hai, ba. À, trời ơi. Thôi anh đi về luôn đi, anh đi về luôn. Thôi thì sau khi đã tập bắn cuồng nhiệt rồi, người ta 8 điểm lại được trả lời. Câu số 2 nè. Em đây bắt trước loài chim, xây nhà bằng lá rủ tìm người thương. Hai câu thơ trên đang nhắc tới loại bánh gì? À, rủ tìm người thương, xây nhà làm giờ chị trả lời mong mọi chị em bắn chị nè, bắn chị nè. Không có bạn ba đếm đi. 5 4 3 2 bánh phu thê. Bánh gì? Bánh phu thê. Cũng giống, cũng đúng ha, nghe dạ đó. Bánh phu thê tìm đó. Người thương mà, và bánh phu thê là theo Hương thấy cũng đúng nhưng dạ, mà không chính xác. Một trong hai bạn trả lời nhanh. Chị có dạ, bánh đó là gói bằng lá rồi, bánh ít đó. Không, dạ, bánh đó là gói bằng lá lắm. Nhưng mà phải có cái nhà, cái gì mà xây nhà. Ủa bạn, sao bạn? Ít. 5 Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. 3 Bánh gì đi? Bánh ít. Bánh ít. Bánh ít là bánh không chính xác. Dạ. Và cái chữ ít đó nó cũng không có lợi hại nữa. Dạ. Nó phải dính dáng tới ha. Rồi, quyền của ba bạn. Bánh su xê. Em đây bắt trước loài chim. Chim thì nó hay làm gì? Chim tổ. Thì bánh gì? Bánh tổ. Chính xác, quá thông minh. 2 điểm rồi. Bên này người ta mới có 1 điểm. Lần này quyết định là thắng hay thua. Thắng. Mời dòng thứ 3 bắt đầu. Dòng 3 bắt đầu. Yo. Trời ơi, nặng dữ gì quá. Yeah. Nặng dữ thằng ơi. Rồi. Ơi. 6 điểm. Bên này 9 điểm. 8 điểm rưỡi. Thấy chưa?
Rồi, vậy là câu trả lời thuộc về bên này. Câu hỏi là loại trái cây nào sau đây chứa nhiều đường nhất? A. Trái chuối. À. B. Trái việt quất. C. Trái đào. D. Trái xoài. Em trả lời đúng không? Đúng rồi, là không có bàn đó em. Khoan, ai thắng? Em thắng. Một mình em trả lời thôi. Đó, em cứ giữ cái phong độ nãy giờ của em đi. Chuối, việt quất, đào, xoài. Tôi biết thế nào tôi cũng phải trả lời là 3, 2, 1. Trái việt quất. Trái việt quất là trái không chính xác. Không, bé thì vô chi, bé thì không có kiến thức gì hết luôn á. Trái việt quất nó chu lè như vậy. Hên là chị không có trái me đâu, trái me là cũng trả lời me đó. Rồi, hai bạn đại diện trả lời. Trái chuối không chính xác. Trái xoài. Trái xoài. Hiện giờ tỷ số đang là 2-2. Chị ơi, bây giờ ba bạn leo lên đây. Dạ. Rồi bắn khi nào trúng MC thì thôi. MC sẽ chạy. Trời ơi. Đội của em loại em luôn. Không bàn gì với em hết. Lại quay tới tối luôn. Tới tối luôn. Bây giờ làm sao chơi không? Bây giờ chơi trận cuối đi. Ai ngồi đây nè? Vẫn đúng rồi. Trận cuối là đúng là một sống một còn. Hai người ngồi đây kéo lùi từ 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 về. Ai bắn trúng là số điểm lớn là thắng. Trong lượt chơi quyết định, đội của Khả Như đã giành chiến thắng và được quyền lấy một nguyên liệu từ đội của Huỳnh Lập. Như, phóng vô lấy cái phiếu. Cái công đoạn này chỉ xong pha. Ờ, cái vụ này như năng nổ hả? Em nói năng nổ chứ. Cái nồi. Thời tới rồi. Chạy ra đây, chạy ra đây. Đó là trứng gà. Ôi cái món trứng mà anh lấy trứng gà. Thôi thì không sao, còn một game nữa. Game gì nữa? Game nấu ăn. Game nấu ăn. Bắt đầu nấu ăn rồi. Bé này mới ghi nguy hiểm nè. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đến với cuộc chiến ẩm thực. Quý vị trở lại với dòng đặc biệt của cuộc chiến ẩm thực. Và hai đội, một đội hồng và một đội xanh đã leo lên sàn đấu của mình. Bây giờ hai đội đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Ba món vô một chỗ. Đúng không? Cho một người đi làm văn phòng bận rộn. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Nhanh, gọn, lẹ, bắt đầu. Rất là từ từ rồi. Lấy cái cây đồ gì nhào đồ lên. Ủa, chị, lăn đồ tới thôi. Lấy cái này giao thái. Hãy cận vào bàn tay của các bạn này. Thoăn thoắt. Trời ơi Khải Như ơi, em làm em như là một đầu bếp. Nè, không có cái bếp nào mà để trên vậy, ta phải bỏ cái thớt. Xong luôn hả? Dạ xong rồi đó chị. Bên kia là có Khả Như khéo léo làm một món gà rất là gọn và đẹp và chỉnh chu trên cái dĩa. Thì bên đây một cái sự tày lầy tét lét tè lè của Phát La. Có massage nó tớt nữa. Có giác hơi không? Có giác hơi không? Chị không biết là nó có một cái món bò nghe nhạc á chị. Bò nghe nhạc là rất là nổi tiếng đây, em làm gà massage. Gà massage. Các bạn hãy quay cận vào bàn tay đang massage của Phát La đánh hì. Và đang rất là tè lè tét lét. Đó, trời ơi. Xà một màu đen thui, không biết có cái chất liệu gì trong này không? Tôi thấy đen quá. Như ơi. Dạ. Massage là em thua. Dạ. Hôm nay ta có massage, dạ. Có giác hơi. Xong một món. Và bàn tay thoăn thoắt của Cho Như Nguyễn đang lấy lá cải màu xanh. Chị, cái đó chị không có nhớ nêm nếm cái cá nha. Phát La của chúng ta đã lấy 1 ký tiêu ướp vào 3 miếng gà. Và sau khi rắc vô 3 miếng gà còn nhiều bỏ vô trong cái chậu rửa. Chị, massage xong rồi phải có tiêu chị. Massage phải có tiêu, thử cái thơm không? Thơm anh chị. Rất thơm. Thơm chị. Nhờ cái hắc xì dầu. Dạ đúng vậy. Em ơi, chị có thấy hơi bị nhiều quá không? Dạ. Tại một phần ăn như vậy nó sẽ rất là lâu chín. Cho nên có thể nào làm ít nó lại đi. Công nhận. Ha. Bây giờ em cho nóng lên đây, em áp chảo nó đi. Dạ, đang đợi luộc cái kia xong rồi mới có cái nồi để mình mở áp. Bếp công lên chưa? Hay dễ sợ luôn. Dạ. Đi đâu vậy? Trời đất ơi, công nhận luôn á. À. Ơi, mấy cái giờ chàng của nhà ta. Nó rác ghê á. Gì vậy, chôm gì vậy? Bên kia nấu mà rác tùm lum hết trơn. Em về em lấy rác em dục bên đây thôi. Dục gì vậy? Dục gì vậy ta? À em cắt này nhỏ. Trứng gà. Cắt làm ba. Ui, bên này sắp xong rồi. Đã lên được món gà ở dưới rồi. Trứng hấp lên trên rồi.
Vì bị mất nguyên liệu trứng ở những vòng chơi trước, đội Huỳnh Lập đã tìm cách lấy của đội Khả Như nhưng đã bị phát hiện và trả ngược lại. Để em bày ra sẵn nha. Cái xíu hạ xuống. Không, nó dài nó không đứt. Rồi, cái này là cắt sẵn chút xíu làm nước sốt gừng nè. Coi lẻ đẩy lại cho nó chín. Đẩy bếp vô ngay giữa. Bên đội màu hồng rất thoăng thoắt và đã xong 3 món chánh. Tại biết sao mình bị mất công đoạn luộc hết tất cả mọi thứ á. Tại mình bị cái luộc á. Thoăng thoắt luôn. Cái cá mà gói chung với cái rau là đã xong 2 cái. Qua bên này coi như thế nào. Tại sao đi qua chôm cái trứng của người ta vậy Lập? Em lỡ tay thôi. Lỡ tay? Dạ. Rồi bây giờ bị lấy lại rồi hả? Cảm giác sau khi bị phải trả lại cái trứng. Thật ra bây giờ thì trong cái khó mình ló cái ngu đi. Ổ lộn mình ló cái khôn nữa chị. Cắt sao cho đẹp thẩm mỹ coi. Cắt vuông vuông đi cho nó mau chín. Mình có cái kéo hả? Có kéo mà nó không chịu cắt. Mình có kéo không? Mình có kéo cái kéo mà mình nhắc cho nó lẻ quá nha. Nó không đẹp. Em ơi cái miếng của nó vậy nè. Khứa khứa ra cho nó thấm gia vị đi. Chạy qua đây coi như thế nào. Chị có nhớ cái nào bỏ trước cái nào bỏ sau không? Trời, có cái gì đổ ra? Có cái gì để đổ ra? Không đổ ra là không có đồ làm rồi đó. Wow, chắc nước tôi chắc nước tôi chắc quá nước. Xuất sắc luôn, đã thành công nha. Bây giờ đợi chín thôi. Ở dưới là đang làm gà, đây là một cái chén trứng hấp, kế bên là rau cải cuốn cá hấp luôn. Quá xuất sắc. Ừ, mình bớt dở lên được không MC để nó không tại chín. Thấy hay quá. Không cho đứng bên đây, qua bên đây coi. Ê, bên này đang nấu canh luôn. À, bên này người ta không có hấp trứng được, cho nên đã dùng cái nồi đó vừa nấu canh. Bây giờ là trứng nước gà sót. Ở nước trên sót, là sót, hấp. Có nước sót chưa? Trời ơi, để miếng gà đẹp vô đi. Tỏi. Ủa, mình không có mấy cái muỗng nhỏ hả? Có đây nè. Rồi, ok. Cái muỗng nhỏ để mà lấy gia vị á. Bỏ vô đi kinh. Hấp đi, hấp chảo. Ngược lại đó. Xuất sắc. Rồi, chuẩn bị lấy nước nha. Thêm miếng nữa. Sốt cho miếng. Đậy nắp lại. Lấy xíu nước lã đổ vô thành nước sốt. Em tính cho giòn giòn xíu đã. Giòn giòn cái cạnh xíu xong rồi bỏ đổ nước vô. Em bỏ nước vô nó hết giòn nè. Bây giờ em làm cho lẹ ta xong rồi kìa. Mở lửa hết cỡ đi. Hết cỡ rồi đó chị. Em ơi, em gói hoài tới ngày nào mới nấu vậy? Người ta ăn chừng 3 cái thôi em. Lẹ lẹ đi. Rồi, không có miếng khói nữa. Rồi, ok, xong rồi. Bỏ vô hấp. Lẹ. Hấp chung luôn. Lẹ chung lên. Chung luôn. Rồi lấy cái tay bóc cho nó lẹ đi còn liễu nữa. Rồi. Rồi đẩy lại. Ok. Rồi, tháo găng tay ba đứa ra hát xong ca đi lấy điểm. Lẹ có lên. Điểm có điểm luôn hả? Có điểm hát xong ca nữa hả? Bên kia ta thắng rồi kìa. Ui, bên đây xong món rồi, dọn ra, không chừng thắng. Đó. Để cái chén ở giữa. Trời ơi, cái này trơn nha. Trơn, được. Trơn. Một cái mặt này trơn. Trơn. Nó cứng hồi nãy giờ rồi. Nó chín. Để riêng ra đi. Để. Để đi. Này đã xong. Lý do bên này người ta chế ra, phát minh ra, suy nghĩ ra và nấu súp thay vì làm trứng, quá giỏi. Ok, chín. Gà chín luôn. Cái này có héo quá, mình lấy ra luôn. Cái đũa gấp mấy miếng gừng để lên đũa cái đũa kìa. Cái gừng là của cái món bên kia. Rồi để lên đi. Rồi đem ra được một rồi, món gà. Một món gà. Đem ra đi được món nào là mình thắng người ta đó. Bên đây gừng nhiều hơn. Rồi một món. Bên này ra món rồi. Bên đó thua rồi. Bé, súp đâu. Phải chừng nóng nha. Mới luôn đi, anh để trong đây luôn đi. Ừ. Rồi để mấy thằng cô lên. Cái này mình nấu
ít cũng được, nhưng mà miễn là ngon là đẹp là được, đúng không? Mình làm ít ít thôi, giống nhà hàng năm sao. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ cái này xong chưa? Tắt bếp nha. Đó xong rồi đó. Xong, tắt đi. Nghe tôi dùng. Hai món rồi. Bên em xong rồi nè. Món thứ ba luôn đi cho thắng mẹ đi. Xong. Xong, bên em xong. Bên kia ta ba món ra rồi, bên em ba món chưa? Rồi. Và giờ nấu đã hết. Chúng tôi sẽ đếm ngược. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nó vẫn nấu, nó vẫn làm. Hết giờ, hết giờ. Dạ xong rồi chị ơi. Các bạn đứng y chơn đó, đẹp, vui vẻ, cười lên để đón chào cái người đã ra món ngày hôm nay. Mời đầu bếp Thanh Cường và đặc biệt đại diện cho Amway, anh Thái Cường và chị Vũ Thị Phúc. Xin chào đầu bếp Thanh Cường. Dạ, chào Thái Cường, trẻ đẹp trai. Chào chị Vũ Thị Phúc. Em phái cái bộ bếp của chị quá. Tại vì em thấy là cái nồi đó, là em chạy từ bên này qua bên này, mà em thấy các bạn bên này nấu được 3 món vô trong một cái nồi thì em nghĩ đã hay rồi. Nhưng mà cái đội bên này em phải báo trước là họ đã bị mất cái nguyên liệu là trứng, cho nên khi mình chạy qua bên này mình nói làm sao mà thắp được trứng. À, thì ra là các bạn nó lấy cái nồi nó nấu súp luôn. Wow. Là cái như là mình có gọi là sáng tạo phải không chị? Dạ, dạ, dạ. Đúng rồi. Vậy bây giờ mình chấm là mình trên nên là chấm cái đội mà đầy đủ nguyên liệu trước đi, đúng không? Cái đội sáng tạo sao? Dạ, bây giờ mời hai bạn Cường và chị Phúc vào bên đây. À, hiện giờ những người quyền lực đang đứng kế bên đồ ăn. Bây giờ mời Cường, Thái Cường nè, anh Thanh Cường và chị Vũ Thị Phúc thử món. Ví dụ mình thử cả, à này, tại thử này trước. Ở dưới chưa chín, trứng chưa chín, mỏng nữa là chín. Dạ, múc lên thử, anh múc lên cho mọi người xem. Đội em ăn súp trứng mà chị. Rồi, wow, chưa chín luôn. Cho nên các anh không dám thử. Cho dạ. Em thử luôn chưa? Thử luôn cho. Ăn lớp trên giúp em đi, lớp dưới em nấu lại. Bỏ ra cái đó chiên luôn. Dạ, chiên luôn. Chiên. Rồi, đây là món cải. Chắc chắn là chín nha. Cá thác lát, cái này chắc là chín rồi. Tại vì biết sao không? Nó nhỏ. Trời, chị Vũ kia sợ, chị không dám ăn luôn, chị run tay luôn. Cắn mạnh bạo đi chị, em nghĩ là chín. Chín chị ơi, chín. Thì Khương nghĩ cái chín. Món đó em nấu lâu nhất. Đậm màu quá, sợ mặn. Không phải đâu, nhiều khi cái hắt xì dầu nó đen đen vậy thôi. Ngon không chị? Yeah. Chị gật đầu quá trời ngon. Rồi ba món, mời anh chị vô số điểm. Đó. Dạ, bây giờ mời anh Cường phát biểu. Thì Cường sẽ nhận xét về món trứng là sự rất là ngon, nhưng mà cái thời gian nấu các bạn lưu ý là mình sẽ nấu thêm và hạn chế việc dở ra, mở nắp ra để cái hơi giữ hơi nóng lại cho nó mau chín hơn, chín kỹ hơn. Cái này vẫn chín mà chưa chín kỹ thôi. Thực sự là các bạn nêm nếm rất là ngon. Chị thấy đội của Như thì chị thích nhất đấy là cái món gà. Yeah. Từ cái trình bày lẫn hương vị là chị thấy rất là ok. Yeah. Món này, món cá cũng rất là ngon. Chỉ có món này thì nó hơi bị chưa chín kỹ lắm, nhưng mà mình có thể nghĩ nó là món súp. Yeah. Súp trứng đúng không? Chị thấy là rất là sáng tạo. Giám khảo thật đồ. Yeah. Lượng. Chúc mừng đội của Như. Dạ em cảm ơn chị. Trong cái hành trình chị đi theo thì thấy tụi em là thao tác rất là nhanh gọn về cái việc nấu bếp. Chúc mừng tụi em nha. Cảm ơn chị Hương. Nhưng mà tụi em là người đầy đủ nguyên liệu là khác, đúng không? Còn những người không đầy đủ nguyên liệu đang bị thiếu tốn và rất là lo lắng thì chắc là Hương sẽ mời ba bạn thật là nhanh bước qua đó, tại vì đồ ăn để lâu quá nguội nó cũng sẽ không ngon. Mời chúng ta bước nhanh qua đội màu xanh của Quỳnh Lập. Rồi, dạ mời chắc mời đầu bếp trước. Bên này là dùng món súp nha chị Vũ, và lý do là các bạn nó không có cái trứng. Yeah. Cho nên là các bạn đó đã đổi thành là súp. Dạ. Yeah. Yeah. Quá là đặc biệt. Ha. Yeah. Thay đổi lấy các loại rau củ là nấu thành. Hồi nãy chị Vũ chị rất là thích cái món gà bên kia, không biết là bên này như thế nào. Cái này món của Phát La làm. Rồi trong lúc đó mời đầu bếp Thanh Cường
nói về cái món gà. Thì theo Cường nghĩ món gà này cũng khá là ngon, chín mềm, màu sắc đẹp. Nhưng con cái là hơi nhiều dầu quá, thì nhiều nó dầu. Cảm thấy hơi bị dư thừa phần này. Nhưng về phần nêm nếm thì nó cũng khá chuẩn. Nói chung là cũng ngon nhưng mà chỉ hơi nhiều dầu thôi. Dạ. Bạn, các bạn rút kinh nghiệm lần sau. Dạ. Rồi mời Thái Cường. Dạ rồi, với món ăn này thì Cường nhìn thấy được đó là giống như đầu bếp Thanh Cường. Đó chính là về lượng dầu thì nó khá là nhiều. Và về cái tiếp theo nữa chính là về cái trình bày thì cũng khá là ok, khá là bắt mắt. Và hương vị món ăn thì đối với miền Tây thì nó hơi nhạt, nhưng mà đối với gọi là miền Bắc và miền Trung thì có thể là khá là ổn, đúng không ạ? Dạ rồi. Cường thông cảm, này nó bên Hàn Quốc. Đó người không biết nói tiếng Việt luôn. Solo myself master eat clean. Đó, eat clean. Dạ. Đó, thành ra là nấu hơi lạc rồi, đúng rồi, người Hàn Quốc ha. Rồi bây giờ món thứ hai. Phát, anh chị có thể cho Quỳnh Lập thuyết trình một chút xíu về thuyết món này luôn được không ạ? Dạ, thuyết trình dạ. 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 Chắc hẳn là ba anh chị rất là hoảng hốt khi mà chúng ta thấy con dao đặt ở trên bàn, đúng không ạ? Là bởi vì chúng em đang bày biện theo cách nhà hàng ạ. Đó, đó là dịch vụ fine dining. Không đơn giản chỉ là một món ăn ngon, chúng ta có một cách phục vụ hướng dẫn khách hàng của chúng ta làm sao có một bữa ăn trọn vẹn kể cả tinh thần lẫn cái mùi vị. Thì bây giờ tụi em ở nhà hàng thì những cái khẩu phần đó rất là ít, nhưng mà em không biết là có ba người ăn chung với nhau nên tụi em chỉ có làm hai phần thôi. Đó là lý do tại sao con dao xuất hiện để chia cái phần này ra. Dạ sao dễ sợ sao gì ra dạ, ngắm trên đẹp trước đúng không ạ? Đẹp à? Dạ dạ, nhiều khi em cắt nó hơi xấu. Lập nó cầm dao, cái giám khảo đứng nép một bên nhìn. Ồ, lúc cầm dao lên ban giám khảo nép qua một bên. Em thấy anh áo vàng gật đầu rồi đó. Có vẻ là cái khẩu phần ăn bên đây nó vừa hơn. Tại bên kia cái một cái miếng nó to quá đó chị. Dạ mời chị. Chị thì chị thấy là cái món này ăn nó rất là ấn tượng. Và mình nhìn thấy nó ít ít thì thành ra mình lại quý. Dạ. Cái gì nó chất nhỏ nhỏ, nó có nhỏ hay không? Tuy nhiên là tại vì là đội của bạn là Lập là sẽ đi theo cái phương châm là eat clean. Cho nên là mình vẫn ưng cái món này luôn. Mình không có ý kiến gì cả. Trời ơi, điểm 10 luôn. Tại vì lúc mà mình nhìn thấy cái con dao là mình nghĩ là mình đã phải ưng nó rồi. Chứ cho nên là, nhưng mà khi ăn thì ưng thật. Dạ, ưng thật. Ok, chúc mừng các bạn về món này. Dạ. Rồi bây giờ cái món mà bên này là gọi là món đặc biệt, lý do là bị mất nguyên liệu là trứng và tôm, cho nên là đã chế ra một cái món súp suy nghĩ ra. Thì bây giờ mời cả nhà mình dùng thử ạ. Dạ, dạ, tôi cũng thấy là bên này người ta ăn là người ta phải chấm, còn bên kia nên bớt ăn lại nha, để mình tôn trọng, mình nghe lời bên này chứ không phải ăn giống không. Như đúng rồi vậy. Bữa cơm gia đình hả? Bên kia là bữa cơm gia đình. Cha mẹ cùng kiểu con. Em ăn vừa nghe bên kia để mà đủ năng lượng nghe đó chị. Nè, trật tự nghe nè. Dạ, bên này dạ. Món súp nè. Dạ, súp ngon. Không có trứng, không có tôm. Trong cái khó ló ra cái gì? Đó là cái căng. Đó là cái căng. Ủa? Trong cái khó ló cái căng. Ủa, ló căng hả? Dạ. Căng làm gì? Dạ. Căng để làm cái khó khăn đó anh. Cái khó khăn đó. Nói chung là ngon. Là bên này hay là thiếu nguyên liệu, bên kia giỏi xuất sắc là làm chính xác được 3 món. Yeah. Yeah. Còn gì nữa? Còn gì nói nữa, chúng ta sẽ tới với lượt quay may mắn ngay lập tức bây giờ. Yeah. Trở lại với cuộc chiến ẩm thực. Và bây giờ có cuộc chiến là mình phải thắng thua, đúng không ạ? Và mời đại diện của Amway, chị Vũ sẽ thông báo coi đội nào rút thăm trúng thưởng. Đội thắng cuộc trong cuộc thi ngày hôm nay đó chính là đội của về đội Khả Như, đầy đủ nguyên liệu. Nhưng bên đội của nghệ sĩ Quỳnh Lập vẫn có giải gọi là sáng tạo. Dạ. Wow. Đúng không bà, tôi cho ban giám khảo. Dạ. Dạ, đúng không? Đúng, dạ, là có thiệt hả? Vậy mình vỗ tay cho nhóm mình đi. Là có thiệt hả? Có thiệt. Rồi, bây giờ mời vòng quay may mắn à. Đội thắng là Chúa Đạo. Chúa Đạo. Chúa Đạo, mỗi người được quay một lượt. Vô cái nào trúng cái đó. Thôi bây giờ xoay đi Như. Nói chung là Như thắng rồi đó. Xoay đi Như. Như đây. Nhưng mà bé Như là không có trúng nha. Tại bé Như là đội trưởng, chơi nguyên mùa. Ủa sao chị Hương kỳ
vậy? Em có cống hiến mà. Chị cũng mà. Có cống hiến chứ có được quay đâu. Chị cái nồi ai chém, cái nồi ai chém. Cái nồi. Yeah. Chạy tiếp. Trời ơi. Khả Như vừa quay vào cái ô nước rửa chén đậm đặc, kế bên là nước rửa đa năng. Rồi. Đến em. Cái người đẹp là người ta hay được có nhiều, có nhiều cái trời ban. Trời ban á, trời độ cho luôn, cho hết tất cả. Lấy cái nồi em về em học. Em mà lấy được cái nồi là em phải năn nỉ chị nhận cái đó nha. Đi chi cũng nấu ăn cùng nhau cho vui. Qua, để chắc được coi. Nó qua tới đây rồi. Đây 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 đây. Ôi trời ơi. Sắp chung cái nồi. Trời đất ơi. Rồi, Cao Xuân Tài được một chai nước rửa đa năng và một chai dầu ô liu. Ô liu. Wow. Yeah. Vậy là tất ba bạn đều có quà theo ý muốn hồi nãy của mọi người luôn rồi, đúng không? Giờ chị Thái sẽ có quyền quyết định là có cho bên đây quay một lượt không? Một lượt dành cho giải sáng tạo. Một lần thôi. Cho luôn. Dạ, trời ơi, em cảm ơn chị. Mở chị vào có dạ. Của dạ. Cho người Hàn Quốc đi. Rồi, cho mắt là. Được không? Xoay một lần. À, buổi xưa, quay à. 1, 2, 3, xoay. Đó. Nấu ăn cùng nhau cho vui thêm chút. Biết bao điều hay ta cùng chia sẻ. Nhà nhà cùng vui ăn ngon mỗi ngày. Nấu ăn một người nhưng thật buồn chán. Đến đây cùng tôi thật đơn giản. Ba cha. Cũng còn là ba cha cho ba bạn luôn, quá xuất sắc luôn. Yeah. Mỗi người có một chai đem quà về cho mẹ. Đặc biệt xin cảm ơn đầu bếp Thanh Cường, anh Thái Cường và chị Vũ Thị Phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:25 chiều Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Cuộc Chiến Ẩm Thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Amway Việt Nam. Đại diện cho Amway trao quà. Hỏi người một bản luôn. Đó, đại diện. Gái trai hay trẻ già vào đây với tôi. Cho nên cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc Chiến Ẩm Thực. Xin chào và hẹn lại tuần sau.